Còn việc Omicron tăng lên khó đoán trước như thế nào? 5 giây hướng đông ở trên Hoa Kỳ, COVID thấy giảm xuống một chút xíu. Tất cả những chỗ khác ở trên Hoa Kỳ thì không có khá gì cả. Và tôi nghĩ không có ai có thể đoán được như thế nào. Đoán cái COVID biến thể Omicron nó tăng nhiễm nhanh như thế nào? Theo ông Dr. Anthony Fauci nói cho biết, cái bây giờ còn quá sớm để báo cho biết về chuyện này. Và cũng không biết chắc là cái COVID biến thể Omicron này có phải là cơn sóng cuối cùng của COVID hay không. Ông Dr. Fauci nói, đây là một cái câu hỏi lúc nào cũng mở ra mà để có nhiều cái câu trả lời. Có phải COVID Omicron đó là cái COVID cuối cùng giống như chúng ta suy nghĩ hay không? Giống như có nhiều chỗ New Jersey, Rhode Island, Connecticut. Và cũng được giảm xuống COVID. Và cũng ở bên New York cũng được giảm xuống 47%. Trong vòng từ hồi đầu tháng thì nó tăng, tới ngay bây giờ giữa tháng thì bắt đầu nó giảm xuống. Những cái chỗ khác ở trên Hoa Kỳ thì không có khá gì cả, COVID nhiễm rất là nặng. Ở bên Missouri có 300 giáo viên ở bên đó đã bị nhiễm bệnh rồi ở nhà. Theo ông Dan, ông nói chúng tôi đây gặp rất là khó khăn để mà kiếm những người dạy thế. Ở bên Kansas thì ngày hôm nay, ngày mai họ đưa ra đóng cửa những cái lớp học. Tại vì thiếu người làm trong những cái chỗ trường học. One online tracker estimates more than 6,200 U.S. schools were actively disrupted last week. Có khoảng chừng 6,200 trường học ở trên Hoa Kỳ bị trục trặc vấn đề từ hồi tuần rồi. Many hospitals are struggling too. Và cũng có nhiều nhà thương cũng đang gặp khó khăn nữa. This medical facility in Virginia is. Đây là nhà thương nằm ở bên Virginia. Hiện tại họ dùng cái parking gara trở thành cái bệnh viện tạm thời. Last week we visited UPMC Children's Hospital of Pittsburgh. Đây là của đài hồi tuần rồi, có mặt ở bên Pittsburgh, nhà thương của trẻ em bên đây. Never been busier, seeing the number of children hospitalized double. Nhà thương chỗ này, số người nhiễm bệnh càng ngày nó tăng lên càng nhiều, tăng lên gấp đôi. Đây là ông Dr. John, ông nói cho biết, mọi người cũng nên nhớ cho kỹ. Giống như mỗi năm vào mùa đông thì trẻ em bị bệnh vô trong nhà thương cũng rất là nhiều. Và năm nay nó khác với mọi năm, đó là những người trẻ em vô trong nhà thương không có thấy bị nhiễm cái virus khác, chỉ có COVID biến thể Omicron thôi. Ngay ngày hôm nay, mọi người có thể lên trên chỗ của chính phủ, cái website ở trên đó. Lên trên chỗ là covidtest.gov. Mỗi nhà có thể lấy được 4 cái test miễn phí, chính phủ sẽ gửi tới. Đó là cái cách của chính quyền ông Joe Biden giúp đỡ cho về cái chuyện mà quá đông người test, kiếm cách để giải quyết ở trên Hoa Kỳ thì cho những test free miễn phí. Và cũng có nhiều chỗ trong lúc này cũng đưa ra hy vọng là sẽ khá trở lại về cái chuyện đại dịch này. Đây là ông doctor, đây là ông bác sĩ, ông nói, tôi hy vọng cái COVID biến thể Omicron, đây là cái bắt đầu, cũng là cái cuối cùng của COVID biến thể Omicron. Và với tỷ như mà bị nhiễm tiếp tục,
thì tôi đây cũng sẵn sàng để đấu tranh lại với cái bài mới.